Dù đã cố nén mà sao nước mắt trên mi cứ tuôn. Giây phút chia ly này ai nào muốn, tay nắm tay nghẹn ngào không đành buông. Chẳng biết bao lâu ngày chúng ta gặp lại nhau. Xin hãy luôn nhớ nhau, những ký ức khoảnh khắc kỳ thật sâu. Dù cho mai đây ta đang ở nơi chốn nào, bóng dáng thân quen vẫn luôn còn đây trong trái tim này. Giờ ngồi bên nhau chẳng được bao lâu, nó phải rời xa. Chia ly này ai nào muốn, tay nắm tay nghẹn ngào không đành buông. Chẳng biết bao lâu ngày chúng ta gặp lại nhau. Một hành trình. Các bạn có nhận ra rất là nhiều điều quen trên đây không ạ? 4 năm trải qua thì rất là nhiều đắng cay ngọt bùi, cũng những cảm xúc, những giọt nước mắt. Hôm nay rất là cảm ơn các anh chị, các bậc phụ huynh đã dẫn các bé đến đây chung vui cùng các em. Em là Nguyễn Hữu Long, Ba Chi Bủn, CEO của Hero Media. Xin một lần nữa cảm ơn các anh chị cũng như là các nhà tài trợ, các anh chị quý KOL đã có mặt ở đây để dự cái buổi fan meeting rất là đáng yêu của chúng em ngày hôm nay. Thì để có một cái tiết mục như thế này hay là một cái tổ chức lớn mạnh như ngày hôm nay thì chúng em không thể thiếu những người anh hùng, những người siêu nhân đang đứng sau lưng chúng em để cùng nhau xây dựng lên một cái Hero Media vững mạnh như ngày hôm nay. Thì hôm nay em xin mời tất cả các anh, chị, những người em của bên Hero Media lên sân khấu cùng em để gửi một món quà đặc biệt đến Hero Team ạ. Ngày hôm nay thì hơi bất ngờ một xíu bởi vì mình làm fan meeting, nhưng mà mấy ngày nữa ngày 6 tháng 1 sẽ là ngày sinh nhật của Hero Team. Chính thức chúng ta đồng hành cùng với nhau được tròn 4 tuổi và bắt đầu bước sang năm thứ 5 Hero Team đi cùng với nhau. Và có rất nhiều bạn hỏi là Hero Team mình sẽ đi cùng với nhau bao nhiêu năm nữa, thì thực sự là kính thưa các bậc phụ huynh và các bạn, các anh, các chị và mọi người là mình cũng không thể nào mình biết là hôm mình sẽ đồng hành với nhau được đến bao giờ, nhưng mà với khoảnh khắc nào mà còn được ở cùng với mọi người thì mời bên shop Hero nữa ạ. Bên shop Hero lên đi ạ. Rất là vui. Và giới thiệu với các bạn và các bậc phụ huynh, đây là những anh em Hero Media, còn rất nhiều những anh em nữa, Shop Hero, Hero Studio, Hero Team TikTok của Hero Team. Mình muốn mọi người lên sân khấu ngày hôm nay một lần, cả nhà mình cùng đứng chung. Các bạn chỉ biết đến Hero Team trên mạng xã hội với 8 người và chúng ta có một cái fan meeting là Super Hero là 12 người. Nhưng mà
đây là những người đứng đằng sau cái sự thành công của Hero Team. Các sản phẩm của chúng mình đăng tải lên mạng xã hội hàng ngày. Chúng mình muốn có nhiều thời gian để gặp các bạn hơn, ra nhiều sản phẩm chất lượng hơn, thì đây là đội ngũ của mình. Và đây vẫn chỉ khoảng đâu đấy là 1/2 đội ngũ của mình thôi. Còn một nửa số các anh em khác thì hôm nay do một số lý do không thể có mặt được, cũng như là ở xa xôi ngoài Hà Nội không thể vào đây được. Và hôm nay mọi người cũng biết, trong tháng 1 này còn một cái dịp rất là đặc biệt của Hero Team rồi mọi người. Biết đó là gì không ạ? Nghe nhỏ quá, lớn lên nào! Đúng rồi, ngày 6 tháng 1 là một ngày sinh nhật. Cho em xin thêm một chút nữa. Trong giả nhân sự của mình ngày hôm nay thì em muốn mời một người nữa. Cái này là cái phát sinh của mình thôi. Cô Hằng ơi, cô đang ở đâu rồi ạ? Cô lên đây với bọn con cô ơi! Cô Hằng ơi, lên đây cô ơi! Xin giới thiệu mọi người, cô Hằng là một nhân tố mà mình thực sự mình rất muốn mời lên fan meeting của bọn mình. Đấy là cô lao công ở trong công ty mình ạ. Dạ, xin mời cô lên ạ. Để có một cái không gian sạch sẽ để được làm việc mỗi ngày thì bọn mình phải nhờ đến cái sự đóng góp của cô rất là nhiều. Những cái buổi sáng mình dậy sớm đã thấy cô có mặt ở công ty rồi và đi tra từng cái bậc cầu thang một, lau từng cái sàn nhà rồi quét từng bậc thang trong công ty mình để chúng mình có một cái không gian sạch sẽ. Có thể là vì lý do sức khỏe nên cô về trước rồi hả? Cô về trước rồi hả? Dạ. Đâu? Hay là cô không ngại không lên? Hả? Vì lý do sức khỏe nên cô về trước rồi. Về trước rồi hả? Hôm nay em có một cái vé mời cô đến đây. Nhưng mà chắc là do chương trình nó dài quá nên là cô về rồi. Ok, không sao, chúng ta có nhà ở đây, cả nhà mình ở đây được rồi. Mọi người ơi, mọi người tiến lên sân khấu. Hero Team là KOL của nhà mình. Nhưng mà khán giả là những người mang đến cho mình công việc, mang đến cho mình cuộc sống và tất cả những gì đang có. Mọi người cùng lên gửi lời chào khán giả một cái cúi đầu cảm ơn từ phía nhà của gia đình của Hero Media đúng không ạ? Rồi, mọi người đứng lên đây nhá. Rồi, 3, 2, 1. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Chúc mừng sinh nhật Hero mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã đến chung vui đó chúng em. Bây giờ mình dừng sân khấu lại cho các vịt đi ạ. Cảm ơn anh em rất nhiều nha, anh em mang cái bánh này về tối anh em mình liên hoan nhá. Cảm ơn mọi người. Cái bê hộ cái bánh mình cẩn thận nhá. Offline của Hero Team đang rất là vui vẻ rồi và mình rất là mong là offline của Hero Team sẽ thành công mỹ mãn. Tất cả mọi người ai cũng vui, ai cũng là lần đầu tiên được gặp idol như là idol thân cận với fan. Các bạn đều có những thời gian rất là vui vẻ với nhau. Đó là điều thứ nhất. Và điều thứ hai đó là xin chúc mừng sinh nhật của Hero Team. Thì là mình cũng có một vài lần collab với Hero Team thì mình thấy các bạn rất là dễ thương, rất là kiểu hòa đồng. Những cái mà video mình collab thì các bạn cũng giúp đỡ mình rất là nhiều. Nên là mình chúc năm mới cũng như là chúc sinh nhật của Hero Team thì sẽ thật nhiều niềm vui và phát thật nhiều niềm vui và càng ngày phát triển hơn nha. Bye. Cảm ơn Thi rất nhiều nha. Chúc mừng sinh nhật Hero Team. Khi mà các bạn đang xem cái video này thì có lẽ các bạn đang được chứng kiến một buổi fan meeting cực kỳ là ấm cúng đến từ gia đình của Hero Team. Video này thì mình muốn chúc mừng sinh nhật lần thứ 4 của Hero Team. Chúc Mr. Việt, chị Mèo Simmy, anh Phong Cận và các thành viên của Hero Team có gặp nhiều may mắn, thành công trong nhiều dự án sắp tới và an khang thịnh vượng. Chúc các bạn fan của Hero Team có một buổi fan meeting cực kỳ là nhiều cảm xúc, học giỏi hơn, ngoan ngoãn hơn và gặp nhiều niềm vui hơn. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Cảm ơn anh Hưng rất nhiều ạ. Xin chào anh chị và các bạn, em tên là Kem. Tiếc là fan meeting năm nay em không đi được, anh chị thông cảm cho em ạ.
Cũng sắp đến sinh nhật Hero Team, bé Kem chúc anh chị thật nhiều sức khỏe và thành công trong sự nghiệp kế tiếp. Và lời cuối cùng, em chúc fan meeting thành công, mãi yêu Hero Team. Xin chào anh chị và tất cả mọi người đang ngồi ở dưới. Chắc giờ này cũng là lúc fan meeting đang diễn ra nhỉ? Em là dâu, rất tiếc là fan meeting lần này em lại không có đi được. Nhưng mà em rất vui vì được ngồi ở đây gửi những lời chúc đến anh chị. Cũng nhân dịp sinh nhật Hero Team sắp đến. Chúc anh chị nhiều sức khỏe, nhiều thành công trên con đường kế tiếp. Và đồng hành cùng với nhau thêm nhiều năm nữa. Cuối cùng là chúc fan meeting thật thành công. Bye bye! Em xin chào tất cả anh chị trong Hero Team cũng như các fan đã có mặt tại buổi fan meeting ngày hôm nay. Nhân dịp sinh nhật 1 tuổi của Hero Team, em cũng xin chúc cho các anh chị có một ngày thật vui vẻ và các fan của mình sẽ và luôn thành công hơn nữa trên con đường mà các anh chị đã chọn. Và đặc biệt em có đôi lời muốn nhắn nhủ tới sư huynh của em là anh Rô. Anh ơi, mấy bản demo của anh bị đóng ngoài nhện hết rồi kìa, nên là anh hãy mau ra phun đi nhé. Bye bye. Em là Coca, hôm nay em có một đôi lời chúc gửi anh chị. Đầu tiên cho Happy Birthday Hero Team 4 năm thành lập. Em chúc anh chị có thật nhiều sức khỏe, đạt nhiều thành công nữa trong công đường YouTuber. Em luôn mãi fan chị. Hello, xin chào anh chị và các bạn đang coi trong buổi fan meeting này. Em tên là Mai Phương, biệt danh của em là Nam Mai. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, một fan meeting rất là lớn. Ngày 1/1 cũng sắp tới sinh nhật Hero Team, nên em xin chúc một sinh nhật Hero Team ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc và có một buổi fan meeting thật là vui. Em chúc anh chị Hero Team luôn thành công cho công việc và sự nghiệp của mình, luôn mạnh khỏe, luôn hạnh phúc và nhiều may mắn. Mãi yêu Hero Team, love Hero Team, yêu Hero Team. Hôm nay có hơi nhiều cái mà ban tổ chức không báo trước mà mình không biết có cái này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và cảm ơn khán giả rất là nhiều ạ.